Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2020. Tôi đang đứng ở đây là đường Lê Duẩn thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ đây đi ra biển khoảng 5 phút thôi, đi xe. Thì đây giới thiệu với quý vị một lô đất là mặt tiền đường Lê Duẩn đây. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Là chiều ngang 28,5 m. Bắt đầu từ cái cột này, cái cây này. Đây. Bên hông này là nó có một cái con đường 4 m. 4 m chạy thẳng qua. Tức là đất này sẽ là một mặt tiền dẫn vào một mặt hẻm 4 m. Chiều ngang 28,5 m. Cái đường đây cách đường 36. Cách đường 36 tức là đường Nguyễn Tất Thành á. Có một đoạn. Cách khoảng 50 m là đến, không đầy 50 m là đến lên đường Nguyễn Tất Thành thôi. Thì cái lô đất này có diện tích là 1826 m², chiều ngang 28,5 m, nở hậu là 50 m, chiều sâu là 53 m, quý vị nhé, là 1826 m². Giá bán là 9,5 tỷ, 9,5 tỷ thương lượng. Giấy tờ là đất trồng cây hàng năm, trồng cây nông hàng năm. Đây, nó sẽ đến cái cọc của cái đống đá đây. Cọc của cái đống đá. Cái cọc bằng thép này. Đó. Đấy, đi đến thẳng cái cột, cái cây chết kìa. Cây khô ấy. Cây người ta đang mắc cái dây điện. Thì đấy là 28,5 m quý vị nhá. Đất này là quy hoạch đất, quy hoạch đất thương mại dịch vụ quý vị nhé, thương mại dịch vụ. Phía bên này thì quy hoạch đất ở này thì nó giá đến gần 20 triệu m² rồi, là đất biệt thự nhá, còn đất nhà ống nó đắt hơn. Đây cái chỗ biển hiệu kia là chính là đường Nguyễn Tất Thành đấy, mà hôm trước tôi có một cái video đây, cái nhà gỗ này đây, là góc hai mặt tiền, từ đây đi ra kia là khoảng 50 m thôi, hôm này 50 m. Thì một lô đất là giá 9,5 tỷ. Xin nhắc lại với quý vị là diện tích là 1826 m², chiều ngang là 28,5 m, nở hậu 50 m, chiều sâu 53 m. Đấy, thì sơ bộ như thế, giá là 9,5 tỷ, mặt tiền đường Lê Duẩn. Đi thẳng ra đường Nguyễn Tất Thành cho quý vị biết luôn. Nó rất là gần. Đây đường xá này, vỉa hè rộng rãi, thanh thang. Phía bên này thì là quy hoạch đất ở này. Còn bên kia là đất sản xuất kinh doanh. Thì ai mà muốn làm về khách sạn, nhà nghỉ hay các dịch vụ thì cực kỳ hợp lý, bởi vì giá nó vô cùng đẹp. Giá rất là đẹp. Thì như hôm trước tôi cũng nói, có một cái video khác ấy, mà trên cái đường Lê Duẩn này có một cái căn nhà một trệt một lầu và đổ 2 tấm rồi, với 2 phòng ngủ, 2 toilet, có diện tích là 7 x 17, 120 m², có 96 m đất ở, giá bán là 4,5 tỷ quý vị nhá. Đây chỗ này người ta đang xây. Đây, những ai mà làm về dịch vụ du lịch đấy, kiểu như thế này thôi, thì làm cái mảnh đất đó là quá tuyệt vời. Dĩ nhiên lô này thì nó khác rồi, lô này nó là hai mặt tiền cực kỳ đẹp. Đây đường Nguyễn Tất Thành đây. Đó, đường Nguyễn Tất Thành đấy. Thì sơ bộ với quý vị một lô đất ở đây nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.